Ok, như thế này là mình có soạn, vừa rồi mình soạn khá lâu về cái nội dung về Elliot để cho các anh em dễ hiểu hơn, hiểu rõ hơn về cái hình thái của Elliot nó như thế nào, cách nó như thế nào. Nhưng mà do cái nội dung nó dài quá, mà mỗi cái nội dung như vậy á, mà mình đưa cái ví dụ và mình chèn thêm hình này nọ, cái slide này chắc cả trăm, cho nên mình mới nghĩ cách là bây giờ chắc note ý, sau đó chúng ta sẽ có những cái buổi zoom giống như vậy. Mình sẽ những cái buổi zoom như vậy để các anh em học, các anh em hiểu về về Elliot hơn, học trực tiếp luôn cho nó dễ, ok chưa? Rồi và cái file này á lát sẽ được up lên cái channel học viên của anh em mình luôn ha. Rồi nhưng cái buổi hôm nay đòi hỏi các anh em phải phải biết về phân tích kỹ thuật cơ bản, phải biết về phân tích kỹ thuật cơ bản, ví dụ như lý thuyết Dow nè, bài cấu trúc thị trường nè, đúng chưa? Cái mô hình W, M, V kép ấy, phải biết về cái đó. Và đó chính là cái buổi mà mới vừa rồi mà chúng ta học á, đó là cái nền, cái buổi mới vừa rồi mà các bạn không học thì bây giờ qua đây các bạn sẽ nghe không có kịp, nó gọi là nâng cao quá, chúng ta sẽ theo không có kịp, ok chưa? Đấy thì bạn nào mà quá mới thì sẽ có những cái lớp buổi sáng vào 9:30, vào tầm khoảng ngày thứ năm và thứ bảy á, thì sẽ có các bạn cũ hoặc là admin sẽ kèm các anh em, đấy để vào học lại, nghe lại những cái buổi đó. Cho nên và trong group học viên chúng ta, nhắc một điều nữa là các anh em mới cái nào không hiểu nhớ mình dặn hỏi nhé, các bạn đừng có ngại, nhiều khi trong đó xong mà mấy ông cũ á, mấy bạn học viên cũ á, nhiều khi các bạn hỏi xong là mấy ông học viên cũ mấy ổng có biết cái gì đâu, tại vì cái góc độ của ổng á, cái góc nhìn của ổng khác, ổng nhìn người mới hỏi ông nghĩ những cái đó là rất là cơ bản mà không biết, nhưng thật ra người mới có biết gì đâu, người ta vào người ta có biết gì đâu, xong mấy ông cũ cứ 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 cho người ta riết, rồi mấy người mới không dám hỏi luôn, anh em hình dung không? Tại vì bản chất trong cái group chat học viên của chúng ta để thực chiến, để các kiểu, mà làm riết rồi nhiều khi người mới người ta cũng ngại đó, cho nên nhắc để mấy ông cũ bớt bớt lại, ok chưa? Rồi chúng ta bây giờ chúng ta sẽ qua cái phần nội dung Elliot, cái này cái buổi đầu buổi hình cộng đồng. Hôm bữa buổi cộng đồng chúng ta đã qua khoảng mười mấy mục rồi, đây nè, 11 mục là cái buổi Zoom bên cộng đồng rồi. Cái này mình sẽ lướt sơ qua lại, tại vì tổng của nó lên đến 36 cái mục rồi đó, cho nên mình sẽ lướt lướt nhanh qua để các anh em nhớ lại cái ý, hoặc là các bạn sẽ, hoặc là trong cái clip này là một lát mình up cái clip lên, mình sẽ note cái đường link của cái buổi vừa rồi á, để các bạn nghe cái clip này, các bạn muốn nghe lại những cái nội dung từ số 1 đến số 11 của buổi Zoom cộng đồng vừa rồi á, các bạn có đường link đó, các bạn nghe lại, ok chưa? Rồi ha, rồi bây giờ chúng ta bắt đầu, ok. Đầu tiên á, chúng ta ôn sơ qua lại về vừa rồi cái buổi mà bên cộng đồng của nó học. Trong cái sóng Elliot á, dù cho chúng ta đánh thắng, chúng ta đánh Marine, chúng ta đánh thắng các kiểu đi chăng nữa, thì tỷ lệ thua chúng ta cũng rất là cao. Không, tỷ lệ thua chúng ta rất là cao, rất nhiều người vào trong thị trường này giao dịch đánh kiếm tiền các kiểu, rồi rốt cuộc nhìn lại tài sản không còn đâu á, tài sản không còn đâu, chơi vẫn thua. Là tại vì sao? Tại vì trong cái nhịp sóng Elliott nó đi á, các bạn nhìn trong nhịp sóng nó lên nè, 1 2 3 4 5 nó đi như vậy nè. Ví dụ cái hình này nè. Hình này các bạn sẽ thấy nè, nó lên như vậy nè. Trong cái quá trình lên như vậy, nó sẽ có một số cái đặc điểm nó tương ứng với Elliott. Các bạn để ý là mỗi lần mà nó phá cái đỉnh là đồng nghĩa với cái volume lớn. Đúng không? Nhìn quen thuộc không? Có phải là cái mô hình W và M mà chúng ta học á, nó phá đỉnh thì phải kèm volume lớn, thì chính cái volume lớn đó chính là cái gì các bạn biết không? Cái volume của đám đông đó, cái tài sản của đám đông đó. Cho nên nguyên tắc là trong Elliott nó đi lên như vậy thì bắt đầu nó đi kèm với một cái lượng tiền rất là khổng lồ trên đây. Nó kèm với lượng tiền rất là khổng lồ trên đây. Vậy thì nó lên đến sóng 3 thì chắc chắn cái đỉnh sóng 3 này cái volume nó rất là lớn so với đỉnh sóng 1. Hoặc là cái sóng 5 mà nó đi vượt qua qua đỉnh sóng 3 rồi thì cái volume của nó sẽ rất là lớn. Đúng chưa? Vậy thì nếu như mà chúng ta bị lọt vào trong cái nhóm đó mà chúng ta đi ít tiền không nói, mà chúng ta lại lại có rất nhiều tiền nằm trong cái đỉnh này, thì khi nó điều chỉnh như vậy thì nó đồng nghĩa với việc điều chỉnh theo phần trăm của cái đỉnh này, phần trăm của cái tài sản này. Cho nên khi mà mình hay nhắc các anh em là có lãi luôn rút là phải như vậy á, có lãi phải rút, không là chờ chu đất diệt á, có lãi không rút là chờ chu đất diệt á. Tại vì khi mà chúng ta không rút lãi thì lúc mà các bạn để ý nè, sóng 1
xong rồi sóng 2 nó điều chỉnh về tỷ lệ vàng. Thì bản chất tỷ lệ vàng nó chính là phần trăm của thằng sóng 1. Đúng không? Rồi nó vượt sóng 3 nè, sóng 3 đi lên nè, sau đó sóng 4 nó điều chỉnh, thì cái đoạn điều chỉnh của sóng 4 nó chính là phần trăm của sóng 3. Mà phần trăm của sóng 3 thì nó kèm với cái khối lượng của sóng 3 luôn. Hình dung không? Chính vì như vậy cho nên chúng ta tuyệt đối chúng ta không để cái tài sản chúng ta nằm quá cao trên này. Cho nên phải có lời luôn rút. Còn đám đông tại sao nó thua là bởi vì nó có lãi, nó không rút. Nó cứ nó phá đỉnh như vậy nó không rút, nó cứ để lại rồi đến một cái đoạn mà nó điều chỉnh một phát như vậy thì cái phần trăm này nó tương ứng với cái volume của nó đang có trên đây là rất là lớn. Cho nên nó thua. Cho nên bản chất của nó có tỷ lệ kèo thắng cao. Của nó phân tích kỹ thuật của nó có tỷ lệ kèo thắng cao, ví dụ R trên R tất cả các kiểu. R trên R tất cả các kiểu mà không hiểu cái này, không rút lãi thì vẫn chết.